Xin chào tất cả anh em yêu mến cây mai vàng. Nhân dịp đầu năm, cây cảnh đầy Việt xin gọi lời chúc đến tất cả anh em, bà con, cô chú bác một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, kinh doanh thuận lợi, may mắn và thành công. Thì sau khi cây mai chúng ta chơi vào các cái ngày mùng 1 cho đến mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 6, thậm chí nhiều anh em tới mùng 10, thì chúng ta bắt đầu bước vào cái công việc đầu năm, cần xử lý cái mai như thế nào để giúp cho nó phục hồi và phát triển mạnh nhất trong cái năm nay. Thì sau khi chơi Tết vào các cái ngày mùng 1 cho đến mùng 2, mùng 3 thì anh em cố gắng từ cái mùng 4 cho đến mùng 6 chúng ta sắp xếp và chúng ta xử lý liền những cái mai này để chi, để giúp cho cây mai nó phục hồi nhanh, nó không có tạo ra các cái nụ như thế này. Nếu như chúng ta để qua tới mùng 8, mùng 10 thì chắc chắn rằng đây là cái quá trình mà sinh sản cây nó tạo giống, thì anh em thấy nó xuất hiện rất nhiều cái nụ này. Và những cái nụ này là nó cần rất là nhiều dinh dưỡng, và nó sẽ vô tình nó làm cho những cái nhánh mai của chúng ta là dễ bị là bỏ nhánh, bỏ chi, nó khô bởi vì nó hút hết, và khi cái mai chúng ta không cung cấp đủ dinh dưỡng thì nó sẽ đào thải. Cho nên hôm nay cây cảnh đại Việt tiếp tục chia sẻ cái clip này là cái cách xử lý những cây mai sau khi chơi Tết như thế nào để cây nó phục hồi và nó phát triển mạnh nhất. Thì trong cái giai đoạn này chia làm 3 bước để anh em dễ hiểu. Thì bước thứ nhất là chúng ta tỉa bỏ hoàn toàn các cái nụ, không tỉa lá nha, chúng ta vẫn giữ lá. Chúng ta tỉa bỏ hết cái nụ. Chúng ta tỉa cho những cái cuống thôi, còn cái lá chúng ta giữ lại để giúp cho cây nó quang hợp, nó hô hấp, nó lấy trao đổi chất để nó lấy cái dinh dưỡng, nó nuôi cái lá. Và trong cái thời điểm này á, những cái mai của chúng ta mà chưng ở trong nhà đó, do nó thiếu ánh sáng thì những cái lá lọc á, nó anh em thấy quan sát á, anh em thấy là nó rất là mỏng và nó hơi nhạt. Còn những cây mai mà anh em bố trí ở ngoài sân đủ ánh sáng sương và nước chúng ta tưới ổn định thì những cái lá mai này rất là đẹp. Và những cái lá mai này nó sẽ giúp cho cây mai của chúng ta nó khỏe, nó phát triển rất là bình thường. Và đặc biệt là nhiều anh em là đặt những cái cây mai ở trong sảnh mấy cái khu mà hội nghị cũng như là cái chung cư á, thì anh em mà bố trí các cái đèn chớp tắt hoặc là ánh đèn để mà đốt cho nó sáng, thậm chí là gần cái khu vực máy lạnh, thì đây là những cái điểm mà vô tình làm cho cây mai chúng ta rất là nhanh si. Nó nóng cây rồi nó lạnh thì làm cho cây mai chúng ta nó đứng, thì buộc cây mai nó sẽ lấy nhựa dinh dưỡng ở trong nhánh đó, nó sẽ nuôi bông, nuôi trái. Và rất là nhiều cây mai sau khi Tết thì nó sẽ suy, rồi nó bỏ chi nếu mà nó bị nặng quá. Những cái cây mai mà hoành nó nhỏ đó, nó sẽ chết luôn. Thì đây là cái cách mà xử lý đối với những cái cây mai chúng ta nuôi chậu. Còn những cây mai nuôi đất thì hầu như thì anh em ít sử dụng cái cách này, mà anh em con tàn trực tiếp trên cây, rút tàn lại luôn một lần. Còn đối với cây mai chậu này á, mục đích trong cái tháng đầu này chúng ta cắt loại vỏ bông nụ để giúp cây mai nó khỏe, ta giữ lá lại. Rồi qua tới cái tháng 2 á, khi mà cái bộ lá này nó già, nó cây thật sự nó khỏe rồi, anh em mới đầu con tàn, chúng ta thay chất trồng.
lại cho cây. Còn cái việc thay chất trồng á, nó còn phụ thuộc vào cái chất trồng của anh em nuôi cây mai là cái gì. Nếu như chất trồng cây mai của chúng ta nó có đầy đủ xơ dừa, chỗ sống, cát, đất thì thông thường khoảng 4 năm mà chúng ta mới thay một lần. Còn đối với những cái cây mai mà anh em nuôi chậu mà để kinh doanh mỗi năm á, thường thường thì xài xơ dừa chỗ sống thì hầu như năm nào anh em nó cũng tiến hành xử lý. Và riêng những cái cây mai mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta đầu tư cái chất trồng cho nó tốt. Thứ nhất là chúng ta nuôi cây mai cho nó khỏe. Thứ hai là chúng ta giảm được cái số lần thay chất trồng. Thường thì 4 năm, 5 năm thì chúng ta mới thay. Thì giúp cho cây mai nó ổn định và nó lớn nhanh hơn. Giảm được cái chi phí, tiền bạc, công sức mỗi năm. Và đồng thời tránh được cái rủi ro là cây mai chúng ta nó suy. Thì đây là cái cách mà mình chia sẻ cho anh em. Đối với những cái cây mai chúng ta nuôi chậu mà năm nay chúng ta không có thay chất trồng, thì chúng ta chỉ có tỉa bông, tỉa nụ. Rồi đợi qua tháng 2 cái bộ lá chúng ta nó già, thì lúc đó chúng ta mới coi tàn. Và chúng ta tưới thuốc kích rễ, kích rễ lại cho cây mai. Thì lúc đó chúng ta sẽ chăm sóc luôn để tới năm sau. Còn nếu như những cây mai nào mà năm nay tới cái thời điểm mà buộc chúng ta phải thay chất trồng, thì anh em xem kỹ cái thời điểm này. Nếu như cây mai chúng ta chưa ra lá thì chúng ta tiến hành con tàn và thay chất trồng luôn. Còn nếu như cây mai nó có lá như cây này mà lá còn đang là lá non, còn nhiều cây thì nó có lá nhiều hơn nữa, thì chúng ta không nên con trong thời điểm này. Còn cái chế độ mà phân nước như thế nào, thì trong cái giai đoạn này, đây là những cái cây mai mà nó đã có cái bộ rễ ổn định, thì anh em sử dụng cho mình cái phân hữu cơ hoặc là phân phi sinh. Nhiều anh em có phân chuồng thì chúng ta sử dụng. Thì trong giai đoạn này chúng ta ưu tiên các cái loại phân nó có đạm cao chút xíu, để cho nó phát triển nhánh và cái lá nó to. Thì mình cũng đã sử dụng và chia sẻ cho anh em rất là nhiều. Đây là cái phân gà nhập từ Nhật Bản. Nó có cái tỷ lệ NPK là 3.5, 2.8 và 2.3. Thì đây là cái loại phân nó có bổ sung cái trung lượng là canxi và magie, giúp cho cây lấy đạm lên để cái lá nó lớn. Và magie nó giúp cho cây nó lấy lân, thì cái lá nó sẽ nhanh dày và to. Anh em thấy được là cái lá nó thẳng, rất là đẹp. Khi anh em đã từng sử dụng qua cái phân gà của cây cảnh Đại Việt thì chúng ta sẽ kiểm chứng được cái điều này. Và thậm chí là cái lá mai của chúng ta mà nuôi nó tốt, nó đẹp, nó to đó, thì cuối năm cái bông của chúng ta nó cũng sẽ rất là đạt, nó cũng đậm mà cánh nó cũng rất là to. Thì bây giờ chuyển sang cái bước thứ hai, thì mình sẽ sử dụng cái phân này để mình sẽ rải một lượng ít cho cây. Bởi vì trong giai đoạn này cái bộ lá của cây mai chúng ta nó không có nhiều, nhưng mà chúng ta bổ sung cái phân để cho nó nuôi cây. Phân này chúng ta dùng để rải hoặc là chúng ta pha nước chúng ta tưới. Thì tưới vào cây á, thì nó sẽ giúp cây nó hấp thu nhanh hơn là chúng ta rải. Rải thì thường thường trong vòng khoảng từ 10 ngày trở lại thì nó cũng sẽ tan hoàn toàn. Nó sẽ cái phân này á, thì nó ít, rất ít tạp chất, cho nên khi chúng ta rải anh em tưới nước nó tan gần như là 100%. Thì bây giờ cái phân này á, cái đây là cái chậu 8. Thì mình bón nhẹ cho nó khoảng chừng nửa chén. Thì cái lượng của nó thì giảm đi cho khoảng phân nửa so với ngày thường anh em rải. Thì ở đây mình rải 2 nắm. Thì anh em coi cái mật độ của cái viên nó thế này. Khi mà chúng ta bón phân thường xuyên chúng ta không cần phải đo lường, mà chúng ta nhìn vào cái lượng hạt phân nó bố trí trên bề mặt như thế này ha. Đó. Thì
như vậy. Còn nếu ngày thường vỏ lá nó mạnh thì chúng ta tăng cường cái số lượng nó gấp đôi lên, nó nhiều hơn. Cái phân hữu cơ á, được tiện lợi một cái là khi chúng ta bón cây á, nó tan chậm, thì cây hấp thu từ từ, nó đảm bảo cái thời gian dinh dưỡng nhiều hơn và tránh được cái hiện tượng là bị phạm phân. Nếu như chúng ta sử dụng vô cơ và chúng ta không định lượng được thì rất là nguy hiểm. Thì cái hàm lượng tỷ lệ NPK trong phân vô cơ nó gấp gần 10 lần ở trong cái so với cái phân hữu cơ. Rồi sau khi mà rải cái lớp phân này lên thì mình sử dụng cái hỗn hợp mà cái chất trộn của mình đó là xê dừa, cho sống cát và một ít đất. Đất ở đây là được phơi khô tán nhuyễn. Còn nếu anh em không có điều kiện thì chỉ cần phủ lên cho mình là một cái lớp xê dừa và cháu sống thôi. Để chúng ta giữ ẩm, cũng như là tránh hiện tượng là rửa trôi khi chúng ta tưới nước. Ở đây do mình không có thời gian, anh em nên bỏ cái trước khi rải phân chúng ta cào cái lớp mỏng này nè, bỏ đi cho ba cái bông này nè. Cho nó sạch. Lượm mấy cái này nè, sạch sẽ. Chúng ta rải phân lên rồi xong rồi ta rải cái lớp này lên. Ở đây thì mình lấy cái cây này mình làm mẫu cho anh em. Thì hôm nay là mùng 1 Tết, thời gian cũng không có nhiều. Cũng cố gắng chia sẻ cái clip này sớm xíu để cho anh em tham khảo. Rồi chúng ta làm 3-4 ngày nữa anh em làm cây mai của mình. Chơi thì chơi nhưng mà chúng ta phải giữ gìn, giữ sức lại cho cây mai để năm sau. Chứ đa phần ở nhiều cây mai mà cho thuê đó, hầu như qua tới mùng 10 mới đem về thì rất là nhiều cây nó bị suy, do là cái thời gian nằm ở trong cái chỗ mà đặt để mà trang trí nó khoảng gần như là 15 ngày. Thì 25, 26 là chúng ta giao rồi. Rồi sau khi rải phân xong á, thì anh em tưới nước cho cây. Cũng như trong năm, ngày chúng ta tưới nước một lần vào buổi sáng. Khi bón phân thì chúng ta tưới nước, không nên tưới nước nhiều. Thì tưới nước 1-2 lần đầu nó sẽ giúp cho cái viên phân của chúng ta nó mềm. Và chúng ta chú ý trong cái thời gian này chúng ta tưới nước vừa đủ để phân nó tồn tại trong cái chất trồng của chúng ta. Chứ nếu chúng ta tưới nước nhiều quá, nó trôi nước ra ngoài, nó sẽ dẫn phân. Khi phân tan nó dẫn ra ngoài thì nó rất là lãng phí. Rồi sang cái bước thứ ba là thuốc. Thì trong cái tháng giêng này anh em đặc biệt lưu ý, khi cây mai của chúng ta nó ra cái chồi lá non chút xíu như thế này là anh em phải là phun ngừa cái thuốc bọ chỉ ha. Còn khi cái lá mà chúng ta nó lớn lên như thế này, anh em phải đặc biệt là sâu lá. Và cái thằng thứ ba là nhện đỏ. Thì ba cái loại này anh em đặc biệt lưu ý phun ngừa trong giai đoạn này, để cái bộ lá cây mai của chúng ta lúc nào nó cũng đẹp, khỏe, nó không có bị biến dạng như cái cây mai lớn này. Khi mà cái lá mai mà cây nó đủ chất, đủ dinh dưỡng á, thì cái lá nó sẽ như thế này, nó đẹp, nó hồng, bọ chỉ không có tấn công thì nó không có bị biến dạng. Cái lá đa phần những cái lá nó rất là đẹp. Đây. Thì cái cảnh đại việt cũng đã chia sẻ cho anh em trong cái năm rồi rất là nhiều cái sản phẩm. Thì bây giờ mình sẽ nhắc lại. Chim sẻ Ấn Độ là cái thuốc ngừa bọ chỉ, mà cái này là cái thuốc sinh học dòng thấp. Nếu như anh em sử dụng liên tục thì trong khoảng 6 tháng thì nó sẽ kháng thuốc, thì chúng ta buộc phải chuyển qua cái dòng cao. Thường thì cái thuốc mà ngừa bọ chỉ nó có phối thêm cái thành phần vật chất để mà ngừa luôn cái sâu lá.
Còn nếu như chúng ta phát hiện là sâu lá nó có thì chúng ta phải sử dụng cái thuốc đặc trị sâu lá thì nó sẽ mạnh hơn cái bọ chỉ, thì nó con sâu nó chết. Còn sau khi mà anh em sử dụng mà cái dòng chim sẻ dòng cao này nó kháng thì anh em phải buộc phải chuyển qua cái thằng chim én. Chim én thì sâu nó chết thì chắc chắn là bọ chỉ nó cũng sẽ không còn, đảm bảo cho anh em luôn. Thuốc trị sâu thì luôn luôn cái giá thành nó sẽ cao hơn những cái loại thuốc khác. Một cái dòng thuốc mà nó mạnh hơn nữa là chim ưng. Đây là cái loại thuốc này là nó sẽ trị được cái mấy con bọ xích đó. Mấy cái loại mà chích hút khó trị thì đây là cái loại thuốc mà chúng ta có thể phun qua nó sẽ chết ngay. Thì cái liều thuốc nó tăng dần. Còn riêng cái ông nhện đỏ thì có cái thằng đại bàng. Khi mà anh em sử dụng các cái loại thuốc ngừa bọ chỉ, nếu như chúng ta sử dụng cái thuốc mà nhện đỏ đó mà nó không hết thì có nghĩa là cái nhện đỏ này nó đã kháng cái thuốc của thuốc bọ chỉ cũng như là cái thuốc sâu, thì anh em phải tìm đổi sang cái thuốc đặc trị nhện đỏ ha. Thì cái thuốc này mình xài thì mình thấy là nếu mà nó đi chung với một cái ba rem này thì cái nhện cái con đại bàng này hầu như nó mang tính chất ngừa thôi chứ còn nó trị cũng không hiệu quả lắm. Thì chúng ta phải chuyển qua cái loại thuốc đặc trị nhện đỏ, đặc trị bọ chỉ cũng như là đặc trị sâu. Thì đây là những cái loại thuốc mà mình đã dùng qua, thấy nó hiệu quả và mình chia sẻ với anh em. Thì trong năm nay mình sẽ tìm những cái nguồn thuốc có cái hoạt chất khác để chúng ta có thể thay thế. Chứ chúng ta sử dụng một cái loại thuốc mà cho cả 2 năm thì thông thường như nó hiệu quả nó không cao. Rồi như vậy là đầu năm chúng ta chỉ cần thực hiện 3 bước. Cái bước thứ nhất là chúng ta tỉa bông, tỉa nụ. Cái bước thứ hai là chúng ta bổ sung cái phân, phân hữu cơ cho cây trong giai đoạn này. Thì cái thời điểm này nắng nóng, chúng ta hạn chế sử dụng các phân vô cơ. Thì rồi bước thứ ba thì anh em sử dụng thuốc để chúng ta phun ngừa cũng như là cái thuốc dưỡng. Nếu như anh em sử dụng cái thuốc dưỡng hoặc thuốc kích rễ mà chúng ta có thể hỗ trợ chúng ta phun thêm qua lá cũng như là tứ gấp 1-2 lần trong đối với những cái cây mai mà nó có ổn định như thế này là đủ, thì nó sẽ giúp cây nó bung tuột ra nhiều hơn, nó đồng loạt hơn. Còn hiện tại sau Tết thì những cái mai này nó chưa có gì, thì nội lực của nó mạnh bao nhiêu thì nó sẽ ra bấy nhiêu. Chúng ta cần phải bổ sung thêm những cái dưỡng chất, đặc biệt là khi chúng ta phải biết xác định đúng cái thời điểm mà chúng ta đưa vào thì nó sẽ phát huy được cái phân thuốc chúng ta đưa cũng như là cái kết quả mà chúng ta đạt được. Còn anh em nhiều khi anh em hỏi là tại sao tưới cái thuốc kích rễ cái mà cây nó không ra tược, mà với mình mới hỏi ra thì cái cây đang cái lá mạ chừng ba lá già mà tưới cái thuốc vô thì làm sao nó ra được. Anh em phải bón cái phân để cho cái lá đó nó to, nó già đi. Nó già đi thì cây lúc đó nó tích nhựa xong rồi đó nó mình phải kích rễ lại hay là mình phun cái thuốc dưỡng lại thì bắt đầu nó mới ra cái lá chu kỳ 2. Có nghĩa là cái gì nó cũng phải có từng bước, từng giai đoạn. Mà chúng ta đưa vào không đúng giai đoạn thì nó sẽ không có kết quả. Thì vô tình anh em nói cái thuốc sử dụng không có hiệu quả thì nó cũng không hay. Thì do mình chưa nắm được là cái thời điểm mà chúng ta sử dụng cái phân thuốc nó sao cho nó có kết quả tốt. Rồi cuối cùng thì cây cảnh đây Việt cũng xin gửi lời chúc cho tất cả anh em bà con một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Và hy vọng là trong năm nay chúng ta sẽ bội thu tốt hơn cái năm vừa rồi do cái đại dịch Covid-19. Xin thân ái chào tạm biệt.